cô, mình xúc cát mình bỏ vô đây để làm gì? Lễ sinh tội của người dân tộc. Lễ sinh tội của người dân tộc hả? Là sao? Xin tội ha. Lễ xin tội. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2022, cũng là ngày 13 tháng 3 âm lịch. Hôm nay là Tết Chăm Tân An Phơmây của người dân tộc Khmer. Thì hôm nay mình đến quay chỗ cái chùa Thông Dôn ở phường An Bình, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang để chia sẻ cho cô chú anh chị em và các bạn mình cùng xem cái không khí Tết của người đồng bào dân tộc Khmer như thế nào. Xin mời tất cả mọi người cùng xem nha. Quen cái mấy ngàn? Quay cái 5 ngàn. Quay sao? Quay chúng kẹo nhiều kẹo ít hay gì? Quay vô số 3 thì cuốn 3 vòng kéo không nữa vô. Quay số 3 là cuốn 3 vòng hả? Đấy nè, cái này là số 3 nè. Kéo 3 vòng kéo. Quay số mấy là kéo mấy vòng kéo kéo? À, số 15, ra số nào kéo mấy vòng. Ra số 15 là vô 15 vòng kéo kéo. Ủa Tết cái này tới mấy ngày lắm cô? 3 ngày. 3 ngày hả? Và bữa nay là ngày chín hay gì? Hả? Còn hai một đêm rồi. Còn 2 ngày nữa hả? Còn 2 đêm nữa. Dạ dạ. Bữa nay giống như Tết của người Kinh mà mùng 1 phải không? Và còn 2 ngày nữa ha. Quay đi, không quay chơi không có sao đâu. Okay.
Hôm nay vô đến chùa thì mình nhớ lại câu chuyện, mình xin tâm sự với cô chú anh chị em và các bạn mình cùng nghe nha. Mà năm 2013 đó, mình có đi du lịch qua bên nước Campuchia đó. Thì cái người mà hướng dẫn viên du lịch đó, người ta nói là cái người Campuchia, bên đất nước Campuchia là đại đa số người ta theo đạo Phật, người ta tín ngưỡng đạo Phật. Cho nên mà người ta, cuộc sống của người ta quan niệm là cuộc sống là cõi tạm, giống như là ở trọ vậy thôi. Còn khi nào mà người ta mất thì cho cốt của người ta, ta mất rồi ta thiêu và cho cốt người ta, người ta mới gửi lên chùa. Cho nên cái chùa mới là cái nhà của người ta. Cho nên thường người Campuchia, gốc ở bên Campuchia thì người ta làm ăn mà có dư á, có dư ít nhiều gì không biết, thì người ta đóng góp tiền hoặc là đóng góp tiền của người nào có công thì góp công, có của thì góp của, để xây dựng những cái ngôi chùa rất là khang trang. Tại vì người ta nghĩ đó là khi mà mất rồi gửi cho cốt vô đó, ở đó là ngôi nhà của người ta. Cho nên ngoài cái việc mà người ta làm đủ ăn để xây dựng gia đình, cuộc sống hiện tại, thì có dư thì người ta cúng chùa để xây dựng ngôi chùa tương đối là khang trang. Bởi vì thường thường mình thấy là những người, còn cái đó là cái quan điểm của người Campuchia, mà cái người hướng dẫn du lịch nói cái đó không biết đúng hay sai, thì mình chia sẻ vậy thôi. Còn không biết cái người đồng bào dân tộc Khmer mình ở bên nước Việt Nam thì họ có quan niệm giống như vậy không thì mình không biết. Nhưng mà thường thì nghe cái người hướng dẫn du lịch nó nói gì đó, không phải là người ta không muốn làm ăn. Cho nên thường thường mình thấy những người Campuchia ít có giàu, tại vì người ta làm thường thường đủ ăn cái là dư, người ta cúng chùa để xây chùa. Chứ người ta không phải như là người Kinh hoặc là một số dân tộc khác, người ta để dành tiền của mua vàng dự trữ để dành sau này đất đai ra cho con, cho cháu. Cái đó là tâm sự của người hướng dẫn du lịch, thì mình cũng xin chia sẻ như vậy. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cô chú anh chị em và các bạn mình hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.